như cái tiêu đề đấy, liệu đây có phải là con võ đang vip nhất server Kỳ Lân hay không nhé. Riêng võ đang thôi, võ đang server Kỳ Lân thôi, liệu đây có phải là con vip nhất server không, thì sau khi mình review anh em cho vài nhận định xuống dưới nhé. Mình sẽ búp lên này. Ok nha anh em, cái búp này thì đúng ra nó phải ở trên này thì mình chuẩn hơn. Ok rồi, chúng ta có thể nhìn thấy một con võ đang hiện tại chỉ số máu cũng như là các thứ các kiểu là nó tương đối đến thời điểm này nhé, mình nói là đến thời điểm này thôi, là tương đối là bá đạo. Chúng ta có thể thấy máu là lên 539 đối với một con võ đang chưa long văn 80, đây là một điều hết sức gọi là bá đạo nha. Ok, chúng ta ở đây có một cái ngọc thanh trù chưa có thuộc tính, chưa áo thuộc tính luôn mà chỉ số đã khiếp như vậy rồi. Bá vương lệnh này 5 sao, chu tước là máu giới hạn 50 50 28 50. Ok, dòng bên dưới chúng ta có giảm kháng băng, nội công căn bản 5% và hộ thủ cộng 5 điểm rồi. Ở cái long văn này chúng ta có thể lực giảm kháng và hai viên huyền, tương tự thể lực giảm kháng và hai viên huyền, cái này ở đây chúng ta có nguyên chính xác băng huyền ở đây rồi, huyền công và bỏ băng. Cái này ở đây chúng ta nhìn thấy một con võ đang thuần. Đấy. Còn nói về đồ ấy thì các bạn không nên chúng ta không thể so sánh với cái đồ bên Lôi Phong được, là những server lâu được, vì cái này nó mới thôi. Mà hai nữa là bây giờ cái server này đi quy nó khó. Đấy, ác tặc ác bá thì vẫn thế nhưng mà đi quy nó khó, thì suy ra là kiếm nguyên liệu vài bông bí ngân là chế được đồ ngon ấy, thì nó cũng tương đối khó. Nên là có một cái set đồ như này thì đến thời điểm này mình nghĩ nó cũng là mức gọi là tương đối là ok. Đấy. Còn đây chúng ta có một bộ là 173 cái 171 nhé. Đấy. Còn một cái là 167 chuẩn form. Rồi, đây mới là review thôi nhé, chứ sao nhé, đây là mình review những cái mà hiện tại ác ấy đang có thôi, chứ chưa đi vào những gạch đầu dòng mà bạn ấy muốn. Đây là review thôi. Đấy, võ hồn này toàn Mỹ nha anh em, cái số lượng võ hồn toàn Mỹ trên toàn server này đếm trên đầu ngón tay. Và hơn nữa bạn ấy không cố định, cái võ hồn này không cố định. Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải là hàng đi ba cái phó bản thiếu tất sơn, tứ tuyệt trang, binh tránh kỳ trận, nhặt võ hồn đan làm, mà đây là ở trong trứng. Xác định luôn là chắc chắn là bạn ấy mở trứng làm nha. Ok rồi, kỵ này, ở đây chúng ta có một con ảo hóa các đại bá, à đây tên là ảo hóa các đại bá nhưng là ngoại hình nó lại là con này là con lũ trí sinh này. Con này là con lũ trí sinh, con trưởng thành là các đại bá nhưng con này là con lũ trí sinh này. Đấy, con này băng băng yêu và con này là quan thịnh, nhưng mà chân chú trưởng thành lại là tần vương rất là khó hiểu, nhưng mà hai con này là hai con mà được top 2 vừa rồi đúng không, à còn top 2 vừa rồi và top 2 lần trước nữa thì mới có hai con pet này, hàng limited server đấy, hàng limited đấy. Mộc Dũng Bá này thì không phải là limited tại vì cũng có khá nhiều, nhưng mà nói là nhiều với những con pet bot khác thôi, với con này thôi, nhưng mà nó cũng không phải là quá nhiều như là pet thường, server đâu đấy cũng phải tầm cỡ 20 con, mình đếm là biết thế. Rồi chúng ta có ở đây thất tinh tụ thuộc này, xoắn vào hình người thì chưa. Và mình đã nhìn thấy một cái skill nó tên là Đăng Phong Hộ Thể ở đây. Cái skill này nó được sinh ra khi và chỉ khi bạn đạt được danh hiệu tầng 15 trở lên. Có nghĩa là ác này đã danh hiệu tầng 15 rồi. Thế nhưng mà cụ thể là 15 hay là trên 15 thì chúng ta sẽ theo dõi ngay sau đây. Tiếp đến ở trong này chúng ta có ấn dư, thể 7 dư, 20 võ hồn đan không cố định.
Rồi. Ở đây chúng ta có rất là nhiều những cái long văn cấp 1. À đây 14 này, ok. Chúng ta hoàn toàn có thể dọn dẹp cái mớ long văn này bằng cách là bập cho cái này lên cấp nhé. Tí nữa thì mình có thể là nếu còn thời gian thì mình sẽ hỗ trợ bạn cái này. Ở đây chúng ta có này, băng hỏa huyền. Bỏ băng bỏ huyền và đồng thời nó là giảm tốc. Cái này nó tương đối phù hợp với những anh em chơi võ đang gọi là võ đang thuần ấy, hoặc là chơi ba học tính ấy, khá ngon đấy. Rồi. Ở đây có một bộ gọi là bộ ngũ hành, bộ này thì lấy 35% công cơ bản. Rồi. Đây có một set băng nữa anh em nhé, tức là bạn này bạn ấy có hai loại. Một cái võ hồn toàn mỹ băng nữa này. Cũng không cố định luôn. Gấu chưa anh em à? Hai cái, một cái huyền một cái băng. Đấy nha. Đây băng này, băng công bỏ băng này. Thế mới VIP chứ đấy. Nhưng vì sao mà bạn ấy lại để đây thì anh em cũng biết rồi. Đúng không? Vì sao mà thuộc tính băng lại ném vào trong kho thì anh em cũng biết rồi. Nhưng ở đây là một set băng này. Đấy, võ hồn này là cái võ hồn toàn mỹ toàn server này đếm trên đầu ngón tay luôn ấy. Mà bạn ấy có hai cái. Ok. Rồi. Chúng ta lên khám phá cái danh vọng với danh hiệu của bạn ấy nhé. Cái danh vọng này thì chắc là tầng 1 hoặc tầng 2 gì đấy. Tại vì cái xoáy này là xoáy đại diện cho tầng 1 hoặc tầng 2. Tầng 3 hoặc tầng 4 là cái xoáy nó đậm hơn, nó có hai cánh thôi. Tầng 3, tầng 4 nhé. Tầng 5, tầng 6 thì nó lại khác. Tầng 6, tầng 7 lại khác. 7, 8 lại khác. 9, 10 lại khác. Nhưng mà chưa chưa ai nhìn thấy 9, 10 bao giờ. Hiện tại bạn ấy đang chọn danh vọng là thể lực và có dư là 749 điểm. Danh hiệu tầng 19 nha anh em nha. Danh hiệu tầng 19 rồi. Nha, thiên thần đấy. Thiên thần đấy anh em ạ. Nha, không đeo thôi nhưng mà đây là thiên thần này. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào những cái gạch đầu dòng của bạn ấy nhé. Đây, mình có thể là sẽ đưa lên màn hình để anh em cùng theo dõi. Ok này. Rồi. Mình sẽ xin phép đọc nguyên văn, anh em cùng theo dõi và chúng ta giải quyết các gạch đầu dòng nhé. Cũng là một cách để anh em chơi thì biết đâu là anh em cũng chơi võ đang thì có cái để tham khảo. Còn những anh em không chơi võ đang thì có thể là xem để chúng ta tìm hiểu và bàn luận thêm. Em chơi phân khúc trung gia và em thích làm ắc để đi đánh map với phó bản là chính. Lên danh hiệu tầng 19 chỉ để đi phó bản và đánh map thôi. Đấy. Cái câu chuyện này nó hết sức bình thường thôi. Tại vì sao? Tại vì có rất là nhiều người người ta chơi theo cái khuynh hướng là người ta chơi theo chơi vì đam mê ấy. Chứ không nhất thiết là phải hổ báo cáo chồn vào để phải va thằng nọ va thằng kia hay là phải đánh thắng thằng này đánh thằng kia, không có. Cái họ cần đó là cái sự giải trí thôi. Đấy, giải trí và đam mê làm nó đẹp là được. Đấy. Và nhiều khi cái việc đó là hơn thua ấy, đối với những người này thì nó không còn quá quan trọng nữa. Tại vì con ắc đôi khi có thể chỉ bằng cái dép người ta đi thôi hoặc là chưa bằng cái bánh xe người ta chạy nữa. Ok. Số 1, anh có thể xào giúp em xét đồ gỗ đang thuần coi chỗ nào cần phải cải thiện. Tức là bạn ý của bạn ấy là cái xe gỗ đang thuần ấy. Thì hiện tại là bạn ấy đang đi gỗ đang thuần mà thì cần phải cải thiện những cái gì. Em muốn biết thêm về cách làm gỗ đang siêu công. Em có đồ trong kho. Để làm gỗ đang siêu công anh coi và cho ý kiến về đồ cách đi ngọc nào cho tốt với gỗ đang siêu công. Rồi, ok bạn. Gỗ đang siêu công thì em đi thuộc tính băng, còn về sát thì nên như thế nào? Tức là sát chắc là bạn ấy có là cái sát huyết lệnh. Ok. Ba này, võ đang diêu công thì cần khoảng bao nhiêu nội công mới có đang? Đấy, rồi, ok. Anh cho em ý kiến về pet đi PK map và pet đi phó bản cần ép skill gì là tốt nhất? Năm này, với võ đang em nên tập trung để lên danh hiệu hay danh vọng là tốt? 6 này, em còn 20 viên võ hồn đan, anh nháy thử cho em võ hồn toàn mỹ huyền hay
coi được lên được võ hồn toàn mỹ huyền hay không, tức là bạn ấy muốn mình nháy thử cái võ hồn huyền. Ok nhé, rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì có lẽ chúng ta giải quyết cái gạch đầu dòng thứ sáu trước đi nhỉ, cái nào dễ chúng ta làm trước, cái này đầu sáu này nó khá là thú vị nhá. Ok, 20 viên võ hồn đan làm võ hồn toàn mỹ thì chia sẻ bạn như này, làm võ hồn toàn mỹ thì nó cũng nên chui thôi, và mình cứ nháy thôi nhá. Chứ còn bảo là 100% phần đường nó được toàn mỹ hay không ý, thì không ai có thể đảm bảo cái điều đó được. Hai cái viên cố định này thì tạm thời là bạn không đề cập đến, thì mình đây nhá, bạn ấy nói là đến bạn nói rõ là 20 viên võ hồn đan, tức là 20 viên không cố định này thôi. Nói chuyện là chúng ta ngoằng sang cái võ hồn đan cố định này thì thành ra nên những toàn mỹ nó cố định mất nhá. Ok, đó, 20 viên thôi. Đó, thì trong kho này là không có cái võ hồn huyền sơ cấp nào hay cấp 1 nào cả, cho nên khả năng ý của bạn ý đó là mình mua một cái mới, sau đó là mình nhảy nó lên toàn mỹ thì ok thôi. À đây, bạn ấy có thương hội này, chắc để xem trong thương hội có cái võ hồn huyền sơ cấp không thì mà mình mang đi làm luôn thì nó đỡ tốn kém. Hello toàn thể anh em nhé, hello các bạn. Đây, võ hồn huyền. Đây, xem nào. Ở trong này bạn ấy có sáp này, đó, rất là nhiều thứ ở đây. Đó, băng phách này. Ok. Xem qua một lượt xem là có những cái gì không thì chúng ta có thể tận dụng. Rất là nhiều băng phách ở đây. À, còn đây là thương hội pet. Đối với những bạn chơi theo cái kiểu là phiêu du chơi vui vui kiểu này ấy, thì cái thương hội pet nó là rất cần thiết, tại vì chúng ta đôi khi chúng ta đi SS những con pet hoặc là làm cái bộ sưu tập pet ấy, nó cũng có cái để mà chúng ta đam mê đó, 3k7 này. Rồi ok, trong này không có cái võ hồn huyền nào cả cho nên là mình sẽ mua một cái mới nha anh em. Đồ trong kho của bạn ấy thì cũng tương đối là nhiều đấy. Đây, mua một cái võ hồn huyền đơn giản thôi, nhưng shop này chúng ta nháy lên thôi, có 20k mà. Đây, huyền. À, tiêu dao á, tiêu dao mình hôm qua chế nhưng hôm nay chưa chế được, hôm nay bạn xào ác này rồi nên lại chưa chế được tiêu dao. Đây, ok. Đầu tiên là chúng ta kích hoạt thuộc tính cái đã. Đó, sau này thì chúng ta có thể bập luôn được. Đó. Không cố định này. Cái này là không cố định nhá. Đây này. Thì làm ra võ hồn nó mới không cố định được. Chứ còn ngoằng vào cố định phát là nó thành cố định đấy. Sơ cấp này. Bình thường thì mình đợi đến cái phú binh nó là 110. Nhưng mà khi mà xào ác này thì cái thời gian nó cũng hơi hạn chế, cho nên là có thể là sẽ phải làm nhanh một chút. Còn nếu mà để là vừa làm cái này mà vừa chia sẻ các gạch đầu dòng ấy, thì nó không tập trung được, đôi khi nó bị nhảy qua pin mất ấy. Thì các bạn bảo là ví dụ như giải quyết những cái gạch đầu dòng kia ấy, thì trong thời gian chờ pin thì giải quyết ấy, nhưng mà tôi sợ là nó trôi đi mất, không tập trung được. Ok, xem nào. Cũng rất hy vọng là nháy cho bạn ấy may mắn như cái cách mình thường làm. Nhưng mà cũng cũng hay chia sẻ với các bạn rồi ấy, đó là nó chỉ là một cái gọi là niềm tin thôi nhé. Tức là gì? Tức là trước đây ấy, mình đã làm được ở cái ping đó rất là nhiều lần. Đấy, thì và mình hy vọng là lịch sử sẽ lặp lại. Chứ không phải là cứ cái ping đó là 100% nó sẽ toàn mỹ. Nếu mà được như vậy ý là các bạn là mình cứ mua võ hồn đan hoặc lấy võ hồn đan mà làm thì nó gọi là giàu to rồi đúng không, hoặc là ông nào đó mà biết được một cái giờ hoặc là cái ping hoặc là cái vị trí nào đó mà 100% nó sẽ lên toàn mỹ ý, thì các ông ấy cũng giàu to rồi.
đúng không, cũng chả phải dùng đấy, có hồn sơ cấp làm gì cả, toàn server chắc cũng toàn bị hết rồi. Đấy, phải chia sẻ luôn như vậy vì một số anh em đang hiểu nhầm là dạ chờ làm quái gì kiểu gì nó làm gì có chuyện đó hay vân vân ý, là tọa độ này tọa độ kia ao ra vào lại rồi là thay đổi pet rồi là dịch map vân vân. Ok nha, rồi cái này thì không thể nó đổi cả, chỉ cần nó đổi về tí thôi, nếu mà là nó lâu quá thì mình sẽ ở đây chắc là vẫn đủ thời gian đấy, còn nó không thể nó nhúc nhích. Đấy, thu con pet vào xem sao, con pet nó có hiệu ứng nó hơi bốc bốc. Hello toàn thể các bạn nhá, hello toàn thể anh em. Đêm đam to là như nào nhỉ? Đam to 20 viên mà. Làm tử viên nữa xem nào. Vẫn sơ cấp. Bạn nào bán buồng nguyệt đây. Ai già cái này ngon này, mình đánh giá rất cao cái này luôn này. Thật sự mình đánh giá rất cao cái này, hỏi cho bao nhiêu tiền? Chín năm chín sáu thiếu một điểm là mắc rồi đấy. Nó không nhảy, nó vẫn giữ nguyên binh luôn. Đấy, bán 130k này, tiếc là mình chả có con nào phái ngoại cả. Một năm tư này vẫn sơ cấp. Pin nó không nhảy, chờ nó nhảy đi thì nó mới có cơ hội, gọi là có niềm tin mà. Những lần trước mình làm ra được như thế rồi thì lần này mình tin rằng là à lịch sử biết đâu sẽ lặp lại. 154 không có thằng nào đứng đây cả, mỗi mình đứng đây mà pin vẫn to tướng, chả hiểu. Đây 132 rồi, nhảy rồi anh em, nhưng nó vẫn chưa về 110. Trăm mười mới đẹp, 132 vẫn hơi cao. Đây này mắt mắt bị khô đấy nhỉ. Đấy, kiệt xuất rồi anh em. Nhưng mà mục tiêu của bạn ý là bạn ấy bảo là nó xem nó lên toàn Mỹ hay không. Thì chúng ta không dừng ở kiệt xuất. Nhưng mà nó có dao động là được rồi. Ừ, lại có bạn đâu, lại có bạn gọi là tư vấn là chuyển map. Thế còn có cần phải ao ra vào lại đổi tóc hay là đổi vũ khí hay là búp hết lên không, hay là đổi thần khí không, hay thậm chí là đổi tên không? Lại 54 rồi, có lái lại 54 lại hoàng rồi. Lại sơ cấp. Em làm thần khí giống cách anh làm ping 110 được giảm tốc thuộc tính. Đúng luôn. Thế thì chúc mừng bạn thôi. Nhưng mà mình cũng nói rồi, đó là hên xui thôi, chứ nó không phải là cứ như vậy nó sẽ được đâu. Thì lần sau chúng ta lại cứ làm như thế, thì biết đâu đấy là nó lại được thì gọi là hên mà. Nói thế thôi chứ 20 viên võ hồn đan ở server này ấy mà hơi bị nhiều 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 ngân lượng đấy. Tại vì server này võ hồn đan nó hiếm. Đi ba cái phó bản kia được võ hồn đan thế nhưng mà nó toàn cố định thôi, cái này nó là không cố định. Thì không cố định ở đâu ra, nó chỉ có ở trong trứng ấy thôi này, với lại event. Event vừa rồi ping 88 này. Thôi mình cứ làm thôi, biết sao giờ. Thấy nó có dao động.
xuất sắc. Vẫn sơ cấp. Vẫn sơ cấp. Vẫn sơ cấp anh em ạ. 88 này cũng không phải là số đẹp. Nhưng nó thấp là được rồi. Cái ping này nó đại diện cho cái độ lag ấy anh em. Nhiều anh em không không hiểu là cái ping này làm gì, nhưng mà nó là đại diện cho cái hệ số lag. Tức là cái này càng thấp ấy thì nó lại càng đựng lag. Chứ các bạn nhìn thấy thi thoảng bạn nhìn thấy nó vàng vàng ấy, xong nó đỏ lừ, cái đỏ lừ nó khỏi chơi luôn, lắc lòi. Nó vàng vàng ấy là bắt đầu là chuẩn bị lag cái đấy. Là trung chiêng rồi đấy, nó xanh lét như thế này mà nó ăn nhàn như thế này này là cái đường truyền mạng đang rất là mượt đấy. Lại xuất sắc. Lại sơ cấp. Thôi phát cuối. Phát cuối thôi anh em ạ. Thôi biết sao giờ. Đỏ thì ăn, đen thì phải chịu thôi. Ngày trước bên đợt, bây giờ gọi là lôi phong ấy. Có lần mình làm đến khoảng 800 viên vẫn không được cái nào, nhưng có lần làm khoảng 200 viên, 300 viên thôi lại được 4 5 cái liền. Rồi, ok. Thế là xong cái gạch đầu dòng cuối cùng bạn ấy. Còn hai cái này. Chúng ta đi vào những cái gạch đầu dòng tiếp theo nhá. Rồi.